Chiến thần thánh y, Đường Tuấn. Chương 3381 sức mạnh của anh là gì? Đợi đến một khắc nào đó, sơn cốc bỗng nhiên bị một ánh sáng trận pháp bao phủ, đồng thời một âm thanh hờ hững vang lên, lần này tham gia thí luyện có tổng cộng 68 vị. Dựa theo quy tắc, hai người một đội, dưới công kích của Hoàng Kim Viên chống đỡ được hơn 100 chiêu, coi như vượt qua cửa ải. Ầm ầm một tiếng, trận pháp vây quanh sơn cốc. Hoặc là thông qua cửa ải thí luyện này, tiếp tục tiến lên. Hoặc là bị đào thải, rời khỏi thí luyện không gian. Hoàng Kim Viên vẫn khoanh chân ngồi đột nhiên mở hai mắt ra, hai vệt thần quang từ trong hai mắt nó bắn ra, xuyên thủng hư không. Một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người Hoàng Kim Viên toát ra, nó mạnh mẽ quát, ai đến trước? Khống chế đại thần thông, Hoàng Kim Viên thần quân cảnh đỉnh phong. Bên trong thung lũng có một tiếng oán giận vang lên. Lại là hai người một đội. Hơn nữa còn phải chống đỡ hơn 100 chiêu dưới công kích của Hoàng Kim Viên, loại độ khó này có thể biến thái quá hay không? Trước kia cửa thứ nhất của thí luyện chỉ là kiên trì 10 hiệp công kích của người canh giữ. Hiện tại mặc dù là tổ hợp hai người, nhưng độ khó cũng gia tăng rất nhiều. Trong lúc nhất thời, không ai dám tiến lên thử. Dù sao hiện tại không ai biết rõ thủ đoạn của Hoàng Kim Viên, đội ngũ đầu tiên đi lên khiêu chiến chắc chắn sẽ tương đối chịu thiệt. Vũ Vô Thương cũng nhíu chặt mày, nắm tay nắm chặt, cô ta vô cùng không cam lòng. Độ khó của thí luyện tăng lên nhiều như vậy, một mình cô ta tiến vào, khả năng thông qua rất thấp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như nhị sư đệ theo mình tiến vào, bằng sự phối hợp của hai chúng ta, nói không chừng còn có cơ hội thông qua. Vũ Vô Thương thở dài trong lòng. Nếu không hai chúng ta một đội đi. Sau khi trầm mặc một hồi, Đường Tuấn có chút xấu hổ mở miệng. Anh đương nhiên nhìn ra được trong lúc vô tình Vũ Vô Thương biểu hiện ra loại ghét bỏ này, chỉ là lần thí luyện này anh muốn hai người một đội, ngoại trừ Vũ Vô Thương ra, những người khác anh một người cũng không biết. Anh không có lựa chọn, cho nên đành phải mặt dày mở miệng. Vũ Vô Thương không trả lời ngay. Cô ta và Đường Tuấn không giống nhau, cho dù không cùng một đội với Đường Tuấn, thì trong số những người tham gia thí luyện lần này cô ta cũng quen biết rất nhiều, nên cô ta không lo mình không có đội. Cô ta hỏi, sức mạnh của anh là gì? Tôi không muốn một cái đuôi trở thành đồng đội với mình. Đường Tuấn trầm ngâm nói, thần quân cảnh trung kỳ, đánh một hai cái thần quân cảnh hậu kỳ hẳn là không thành vấn đề. Chương 3382 đây là suy nghĩ của Vũ Vô Thương lúc này. Cô ta coi thần quân cảnh hậu kỳ mà Đường Tuấn nói là tiêu chuẩn của thế giới bên ngoài. Nếu như là loại tiêu chuẩn này mà nói, một mình cô ta cũng có thể đánh 20-30 cái. Cho nên Đường Tuấn khiêm tốn bảo thủ trả lời, ngược lại làm cho Vũ Vô Thương có một tia khinh bỉ. Nhưng mà anh là thần bác sĩ, cùng một đội với anh nói không chừng sẽ có sự trợ giúp sau này. Vũ Vô Thương cân nhắc. Cuối cùng, cô ta trầm giọng nói, được rồi. Tôi sẽ cùng một đội với anh, nhưng khi thử thách bắt đầu, anh phải lắng nghe tôi. Nếu mà anh hại tôi thất bại lần thí luyện này, thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Đường Tuấn rất nghiêm túc gật đầu. Ha ha ha. Vũ Vô Thương, cô thật đúng là tâm lớn, lại thật sự cùng một đội với phế vật này. Mạnh Thiền mang theo âm thanh trào phúng vang lên. Anh ta cũng đã thành lập một đội. Đứng ở bên cạnh anh ta, là một cô gái toàn thân tản ra khí tức lạnh như băng, giống như một tòa băng sơn muôn đời không tan. Giang Hàn Nguyệt. Nhìn thấy người này, sắc mặt Vũ Vô Thương cũng nghiêm trọng hẳn lên. Trong số 68 người tham gia thí luyện lần này, Giang Hàn Nguyệt là đối thủ lớn nhất của cô ta. Đây cũng là lần thứ 3 Giang Hàn Nguyệt tham gia thí luyện cung Hỗn Nguyên, hai người đều là lần cuối cùng đánh nhau, cho nên nhất định là một hồi cạnh tranh sinh tử. Giang Hàn Nguyệt lạnh lùng nói, Vũ Vô Thương, lần này tôi nhất định phải đánh bại cô, thông qua thí luyện. Vũ Vô Thương cảm thấy nặng nề trong lòng. Lần thí luyện này bắt đầu từ cửa thứ nhất, chính là tổ đội. Các cửa ải kế tiếp, chỉ sợ cũng cần tổ đội. Mà Giang Hàn Nguyệt cùng Mạnh Thiền là một đôi tổ hợp như vậy, chắc chắn là một sự kết hợp mạnh mẽ, thậm chí là tổ hợp mạnh nhất trong lần thí luyện này. Tổ hợp giữa cô ta và Đường Tuấn, so với đối phương, chênh lệch càng ngày càng lớn. Người khác là 1+1 lớn hơn 2, còn cô ta là 1+1 nhỏ hơn 2.
lần thí luyện này phỏng chừng treo lơ lửng. Vũ Vô Thương thở dài trong lòng. Cô ta đã đồng ý với Đường Tuấn, lúc này cũng không thể đổi ý nữa. Cho dù gây dựng lại, cô ta cũng không chắc mình có thể thành lập một đội có thể thắng Giang Hàn Nguyệt và Mạnh Thiền. Lọ vỡ. Đây là suy nghĩ của Vũ Vô Thương lúc này. Mạnh Thiền cười khẩy nói, Vũ Vô Thương, muốn trách thì trách sư phụ cô đi. Không thể không nói, ánh mắt ông ta nhìn người thật sự quá kém. Chương 3383 như thế vẫn còn chưa đủ. Anh ta cười to một tiếng, Mạnh Thiền cùng Giang Hàn Nguyệt đi về phía trước, ngạo nghễ nói, nếu tất cả mọi người đều không muốn ra tay đầu tiên, vậy Mạnh Thiền tôi coi như nhân từ không nhường, vì các vị khai sơn. Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người trong sân đều tập trung trên người Mạnh Thiền và Giang Hàn Nguyệt. Tổ hợp thật mạnh, chỉ sợ là mạnh nhất trong chúng ta. Không chắc. Anh quên là trong chúng ta còn có một người có được sức mạnh bản nguyên sao? Người đó mới là mạnh nhất. Người nọ rốt cuộc là ai? Thí luyện khó cũng bởi vì anh ta mà gia tăng. Các cuộc thảo luận vang lên. Đối với phần lớn mọi người mà nói, Giang Hàn Nguyệt, Mạnh Thiền và Vũ Vô Thương chắc chắn là rất mạnh, nhưng họ cũng không phải là mạnh nhất. Trong suy nghĩ của bọn họ, người mạnh nhất là người có được sức mạnh bản nguyên. Mạnh Thiền khinh miệt nhìn Đường Tuấn một cái, rồi nói, học một chút. Anh ta cùng Giang Hàn Nguyệt lướt qua hai người, mỗi người thúc giục công kích cuồng bạo đánh về phía đầu hoàng kim viên kia. Pháp lực Mạnh Thiền hóa thành một dòng sông ngập trời, trong sông tản ra ánh sáng nhỏ. Giống như biến thành một tinh quang đại hà. Uy năng mạnh mẽ từ trong tinh quang đại hà bộc phát ra, quét về phía hoàng kim viên. Hai tay Giang Hàn Nguyệt vỗ một cái, nhiệt độ trong sơn cốc đột nhiên giảm xuống, vô số bông tuyết rơi xuống, tản ra khí tức lạnh lẽo. Mỗi bông tuyết là một bông tuyết kiếm. Trời đất bao la, tuyết đầy nhân gian, vô số bông tuyết kiếm chém về phía hoàng kim viên. Đối mặt với người canh giữ, người khác đều là tìm kiếm đấu pháp ổn định, chỉ cần chống đỡ hơn trăm chiêu là được. Nhưng Giang Hàn Nguyệt và Mạnh Thiền lại chủ động công kích, phần can đảm cùng tự tin này làm cho người ta khuất phục. Không sai. Hoàng kim viên hét lên một tiếng. Thân hình nó từ cao 3 mét biến thành gần 10 mét. Bàn tay nó vỗ mạnh một cái, đánh hết những tinh quang đại hà đang quét về phía nó sang một bên. Tiếp theo nó đánh ra một quyền, ánh quyền xông thẳng về phía trời cao, đánh nát vô số bông tuyết kiếm. Hai chiêu của nó đã đánh tan thế tiến công liên hợp của Giang Hàn Nguyệt và Mạnh Thiền, thực lực chắc chắn rất mạnh. Như thế vẫn còn chưa đủ. Chương 3384 chúng tôi đang chờ các người ở phía trước. Mạnh Thiền lạnh lùng quát một tiếng, đưa tay một chiêu. Anh ta khống chế tinh quang đại hà đang bay, lần thứ hai công sát về phía hoàng kim viên. Mà ánh mắt Giang Hàn Nguyệt lạnh lùng, theo tâm niệm cô ta vừa nghĩ, bông tuyết kiếm vừa vỡ vụn lại ngưng tụ lại. Mạnh Thiền và Giang Hàn Nguyệt ở trên không trung, mà hoàng kim viên ở trên mặt đất. Ba bóng người đều tản mát ra khí tức mạnh mẽ, làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên. Ba người đại chiến làm cho mặt đất của sơn cốc này đều chấn động theo. Phần lớn người tu hành xem cuộc chiến này đều cảm thấy da đầu tê dại. Mạnh Thiền cùng Giang Hàn Nguyệt tổ hợp làm cho thực lực của hai người đều được phát huy hết khả năng, con hoàng kim viên này dĩ nhiên có xu thế bị đè ép đánh. Cuối cùng, mặt đất của thung lũng đã bị xé toạc bởi dư âm của ba người giao đấu. Mạnh Thiền cùng Giang Hàn Nguyệt dừng lại ở trên không trung, tay áo bồng bềnh, giống như thần tiên quyến lữ. Khí tức của hai người đều có chút hỗn loạn, hô hấp dồn dập. Một hồi đại chiến làm cho bọn họ tiêu hao rất lớn, hai người liên thủ cũng có chút không chịu nổi. Trên mặt đất, hoàng kim viên nhìn hai người, thần quang trong hai mắt dần dần thu lại. Vừa rồi thiếu chút nữa nó đã thi triển đại thần thông, nhưng cuối cùng lại đình chỉ. Bởi vì trăm chiêu ước định đã qua. Các người đã vượt qua cửa ải. Hai người có thể tiếp tục leo núi. Tiếng hoàng kim viên như chuông hồng nói. Hai người Mạnh Thiền cùng Giang Hàn Nguyệt đều sợ hãi, nếu như vừa rồi hoàng kim viên sớm thi triển đại thần thông, cho dù bọn họ có thể thắng, cũng sẽ là thắng thê thảm. Cảm ơn tiền bối. Hai người Mạnh Thiền, Giang Hàn Nguyệt cung kính hành lễ đối với hoàng kim viên. Hoàng kim viên khẽ gật đầu, một tay ở phía sau không gian xé một cái, xé mở ra một con đường. Hai người Mạnh Thiền, Giang Hàn Nguyệt bay vào trong lối vào,
giọng nói ngông cuồng của anh ta vang lên trong sơn cốc, Đường Tuấn, Vũ Vô Thương, có bản lĩnh thì cùng đến đây đi. Chúng tôi đang chờ các người ở phía trước. Chương 3385 Vũ Vô Liêm trực tiếp từ chối. Đường Tuấn khẽ gật đầu, anh đi theo Vũ Vô Thương về phía trước. Hành động này của hai người lập tức dẫn tới một trận trào phúng của những người xung quanh. Vũ Vô Thương, ánh mắt của cô cũng tốt như sư phụ cô, chọn một cái đuôi cần cẩu. Hai người Giang Hàn Nguyệt cùng Mạnh Thiển qua cửa ải, cô đã không thể chờ đợi được, đợi lát nữa đừng thành chuyện cười. Các loại lời nói chói tai khó nghe truyền vào tai Đường Tuấn và Vũ Vô Thương, khiến sắc mặt Vũ Vô Thương âm trầm xuống. Yên tâm đi. Tôi sẽ không kéo chân cô đâu. Đối với lời nói của Đường Tuấn, Vũ Vô Thương chỉ coi như là một lời an ủi nào đó. Từ khi cùng một đội với Đường Tuấn, cô ta chưa từng hy vọng xa vời Đường Tuấn thật sự có thể giúp mình trong chiến đấu. Tiền bối, đắc tội rồi. Hai người cách Hoàng Kim Viên một khoảng cách, Vũ Vô Thương nói một câu rồi bắt đầu công kích. Cô ta khẽ kêu một tiếng, trong sơn cốc đột nhiên bắt đầu mưa. Mưa tơ liên miên thành tuyến, nhưng lại ẩn chứa sát ý thấu xương. Giang Hàn Nguyệt lấy tuyết làm kiếm, Vũ Vô Thương thì lấy mưa làm kiếm, rất có cảm giác đối chọi gay gắt. Mưa rơi đầy trời bắn về phía Hoàng Kim Viên. Khi Đường Tuấn đang chuẩn bị ra tay, lời nói của Vũ Vô Thương bỗng nhiên vang lên bên tai anh không cần ra tay, bằng không sẽ làm đảo lộn tiết tấu của tôi. Đường Tuấn hơi giật mình, dứt khoát đứng yên bất động, nhìn Vũ Vô Thương giao thủ với Hoàng Kim Viên. Không thể không nói Vũ Vô Thương đích thực dũng mãnh, mưa bụi thành kiếm mặc dù uy lực không bằng Giang Hàn Nguyệt lấy tuyết làm kiếm, nhưng năng lực liên tục phát ra lại càng mạnh. Từng đợt, công kích về phía Hoàng Kim Viên. Hoàng Kim Viên chỉ ra một tay, mưa bụi biến thành kiếm chắn ở bên ngoài một trường. Nó lớn tiếng nói, cô nghĩ bằng vào một người mà chống đỡ được trăm chiêu của tôi, cũng không đơn giản như vậy. Nó hét lớn một tiếng, mưa bụi đầy trời nhất thời chậm lại. Khóe miệng Vũ Vô Thương tràn ra máu tươi, Đường Tuấn thấy thế, chuẩn bị ra tay, lại bị Vũ Vô Thương hét lại, tôi nói rồi, anh không cần ra tay. Anh ra tay lung tung, chỉ làm cho tôi càng thêm nguy hiểm. Đường Tuấn nhìn bộ dáng quyết tuyệt của Vũ Vô Thương, nhíu mày, nói tôi ra tay, có lẽ có thể giúp cô giảm bớt một chút áp lực. Không cần. Vũ Vô Liêm trực tiếp từ chối. Đường Tuấn ra tay, đừng nói giảm bớt áp lực, cô ta cho rằng anh chỉ biết gây thêm phiền phức cho mình. Vũ Vô Thương xóa đi vết máu trên khóe miệng, ánh mắt hung ác nhìn về phía Hoàng Kim Viên, trầm giọng nói, lại đến. Ánh mắt Hoàng Kim Viên sáng lên, nói, độ dẻo dai không tệ. Vũ Vô Thương và Hoàng Kim Viên lại đại chiến. Hoàng Kim Viên hoàn toàn bị vây ở thế thượng phong, nhưng mỗi lần nó muốn công kích Đường Tuấn ở một bên quan sát trận chiến, đều bị Vũ Vô Thương bị thương liều mạng ngăn cản. Chương 3386 thật sự không phải là đàn ông. Điều này làm cho Hoàng Kim Viên có chút tức giận, nó công kích càng thêm cuồng bạo. Mà những người trong sơn cốc xem trận chiến, đều cảm thấy bội phục chiến lực cùng độ dẻo dai của Vũ Vô Thương. Đối với một Đường Tuấn không ra tay lại tỏ vẻ khinh bỉ mãnh liệt. Thật sự không phải là đàn ông. Vũ Vô Thương cùng một đội với anh ta, thật sự là xui xẻo tám đời. Thực lực của Vũ Vô Thương so với trước kia tiến bộ không nhỏ, nhưng lần này bởi vì Đường Tuấn này, chỉ sợ lại thất bại, thật sự là đáng tiếc. Chỉ có thể trách ánh mắt cô ta quá kém. Đương nhiên ánh mắt của sư phụ cô ta Lâm Giang Tiên cũng không sao. Tin đồn không ngừng nói nhảm. Cuối cùng, Vũ Vô Thương cứng rắn dựa vào sức một mình chống đỡ qua trăm chiêu công kích của Hoàng Kim Viên. Khí tức của cô ta hết sức hỗn loạn, trên mặt càng không có bao nhiêu huyết sắc. Đường Tuấn vội vàng tiến lên chữa trị cho cô ta, lần này Vũ Vô Thương không từ chối nữa. Có lẽ trong sự sắp xếp của cô ta, Đường Tuấn đã đảm nhận một vai trò như vậy. Qua một lát, khí sắc Vũ Vô Thương tốt hơn một chút. Hoàng Kim Viên nhìn chằm chằm Vũ Vô Thương, trầm giọng nói, nếu như cô đổi đồng bạn, có lẽ có thể thông qua thí luyện. Nó mở ra thông đạo phía trước, ánh mắt quái dị nhìn Đường Tuấn, nói, có anh ta ở đây, cô chắc chắn không thông qua được thí luyện. Vũ Vô Thương thở dài, nói, cảm ơn tiền bối. Đi thôi. Cô ta nói với Đường Tuấn một câu, rồi dẫn đầu đi vào trong thông đạo. Vũ Vô Thương làm sao không hiểu đạo lý này chứ, nhưng đến bây giờ, cô ta hầu như không có lựa chọn.
Đường Tuấn nhìn Hoàng Kim Viên, rồi cũng đi vào trong thông đạo. Hoàng Kim Viên không để ý lắm, nó chỉ cảm thấy thực lực của Vũ Vô Thương không tệ, cho nên có ý tốt nhắc nhở một câu. Ánh mắt nó tỏa ra một chút hung sát nhìn về phía những người khác trong sân, lông mày thô to nhướng lên, thầm nghĩ, trong những người này, cuối cùng ai mang sức mạnh bản nguyên đây? Bốn người vừa mới qua, nó đều đã loại bỏ. Mặc dù tu vi của Giang Hàn Nguyệt, Mạnh Thiển cùng Vũ Vô Thương mạnh, nhưng cũng không có khí tức sức mạnh bản nguyên. Về phần Đường Tuấn, nó ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới. Người có sức mạnh bản nguyên, thực lực chắc chắn rất mạnh, nào cần người khác che chở chứ. Vì vậy, nó tập trung vào những người còn lại này. Từ trong thông đạo đi ra, cây cối phía trước bắt đầu thưa thớt, trên mặt đất cỏ cây thực vật nhiều hơn. Vũ Vô Thương đi tương đối chậm, dường như cô ta đang điều chỉnh lại trạng thái. Đánh một trận với Hoàng Kim Viên, thương thế cơ thể đã được Đường Tuấn chữa trị đang chậm rãi khôi phục, nhưng tinh thần mệt mỏi lại không có biện pháp tiêu giảm. Chương 3387 đây chính là Thiên Tinh Lan Thảo. Nhiều nhất chỉ có thể vượt qua cửa thứ hai. Đây là dự đoán của Vũ Vô Thương đối với thực lực của mình. Cô ta nhìn Đường Tuấn bên cạnh, thầm nghĩ, chỉ cần thực lực của người này bằng một nửa Mạnh Thiển, có lẽ mình đều có thể thông qua thí luyện. Chỉ là một bác sĩ bị quân diệt ma đuổi ra, tu vi cùng thực lực làm sao có thể so sánh được với vị thiếu tướng quân Mạnh Thiển này. Cô ta cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Vũ Vô Thương ngửi hơi thở trong không khí, khuôn mặt xinh đẹp khẽ thay đổi, rồi nói, gần đây có Thiên Tinh Lan Thảo. Đường Tuấn dừng bước, nói, ở chỗ nào? Vũ Vô Thương nhắm mắt lại, cô ta nghiêm túc cảm nhận khí tức biến đổi xung quanh, cuối cùng chỉ về phía trước bên phải, nói, ở ngay đó. Hai người theo phía trước bên phải đi tới, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy một vùng biển sao trải trên mặt đất, từ bên chân bọn họ kéo dài về phương xa, giống như một con đường sao. Đây là một loại thảo mộc khoảng 50 cm, lá có chiều rộng khoảng 3 ngón trỏ. Trên mặt lá màu xanh biếc mang theo chút ánh sáng, giống như sánh sao trên bầu trời đêm. Mà lúc này, loại thực vật này từ trong tầm mắt của bọn họ lan tràn ra ngoài, không nhìn thấy điểm cuối. Điểm ánh sáng tạo thành một vùng biển sao. Đây chính là Thiên Tinh Lan Thảo. Vũ Không Thương nói. Trên mặt Đường Tuấn lộ ra vẻ vui mừng, anh bước vào trong tinh hải. Cẩn thận. Vũ Vô Thương bỗng nhiên hô lên. Đường Tuấn dừng bước. Cả một vùng tinh hải bỗng nhiên bắt đầu khởi động, ánh sao giống như bị một bàn tay to vô hình quấy rối. Một sinh vật giống như khổng lồ từ trên mặt đất chậm rãi đứng thẳng lên. Một con chăn khổng lồ xuất hiện trước người Đường Tuấn cách đó không xa. Chỉ là thân thể ngẩng lên cao 10 mét, làn da của nó là màu đen, nhưng bề ngoài da lại lóe ra ánh sáng giống như trên lá cỏ Thiên Tinh Lan Thảo. Một luồng khí thế như núi rừng từ trên người nó tản mát ra. Đó là Thiên Tinh Mãng. Đường Tuấn, anh không phải là bác sĩ sao, sao lại kích động như vậy? Vũ Vô Thương giận dữ nói. Tên này thành sự không đủ mà bại sự có thừa. Chương 3388 hóa ra lại đơn giản như vậy. Chẳng lẽ tên này bị dọa sợ sao? Trong nội tâm Vũ Vô Thương oán thầm. Thiên Tinh Mãng chậm rãi cúi đầu. Thân thể của Đường Tuấn không cao bằng đầu rắn của nó. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Vũ Vô Thương, Đường Tuấn làm một hành động, anh đưa tay chạm vào đầu con rắn. Tên này thực sự là bác sĩ sao? Vũ Vô Thương bị sốc, Thiên Tinh Mãng vốn nổi tiếng hung dữ và cường bạo, đối với những sinh vật không trung tộc chỉ có tâm tình giết chóc, chớ nói đến thân cận. Đây cũng là cái khó nhất để hái Thiên Tinh Lan Thảo. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của Vũ Vô Thương. Chỉ thấy Thiên Tinh Mãng thực sự chủ động đưa đầu rắn lại gần và đặt ở dưới lòng bàn tay của Đường Tuấn. Nó rất hưởng thụ hành động gần gũi này. Cái này. Vũ Vô Thương há to miệng. Trong mắt hiện lên vẻ không tin. Đây không phải rất nghe lời sao? Đường Tuấn quay lại và nói gì đó với Vũ Vô Thương. Vũ Vô Thương không nói nên lời, lần đầu tiên cô ta nghi ngờ kiến thức của mình về Đường Tuấn. Cô ta khẽ cau mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ là vì anh ta là bác sĩ mà trên người ngửi thấy mùi dược liệu sao? Trong đan điền của Đường Tuấn, hỗn độn thần văn toát ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Đây là lý do tại sao Thiên Tinh Mãng gần gũi với anh. Thiên Tinh Mãng gần gũi với Đường Tuấn một lúc,
mang một vài cây thiên tinh phong lan đến trước mặt anh. Đây là thiên tinh lan thảo cực phẩm. Sắc mặt của Vũ Vô Thương thay đổi khi nhìn thấy thiên tinh mãng dùng đuôi cuốn vài cây thiên tinh lan thảo đưa đến. Đường Tuấn cầm lấy một vài cây thiên tinh lan thảo, hỏi, đủ chưa? Đủ rồi. Vũ Vô Thương không chút do dự nói. Hóa ra lại đơn giản như vậy. Chỉ cần thiên tinh lan thảo thông thường, cô ta có thể chữa lành vết thương cho mẹ của sư phụ. Tuy nhiên, không thể loại bỏ những tai họa ngầm khác nhau do bệnh mãn tính gây ra. Việc sử dụng thiên tinh lan thảo cực phẩm thậm chí có thể loại bỏ những tai họa ngầm. Đây là phương án chẩn đoán và điều trị của Tô Không Du lúc trước. Nhưng loại thiên tinh lan thảo cực phẩm là một thu tàng phẩm của thiên tinh mãng, những học viên tham gia thí nghiệm căn bản không có khả năng lấy được nó. Đây cũng là lý do tại sao Lâm Giang Tiên không nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn cất cây thiên tinh lan thảo thật kỹ và trịnh trọng cảm ơn thiên tinh mãng. Chương 3389 còn ai nữa? Thiên tinh mãng đưa đầu cọ lên trên người Đường Tuấn, không quan tâm chút nào. Khóe miệng Vũ Vô Thương co giật, đây thật sự là thiên tinh mãng nổi tiếng hung dữ sao? Nếu như không được tận mắt chứng kiến, cô ta sẽ không tin. Đường Tuấn, chúng ta nhanh rời đi. Vũ Vô Thương đột nhiên nói. Cô ta có thể cảm nhận được sự dao động năng lượng trong không khí, chắc hẳn có một người đang chạm tới cấp độ thứ hai. Đường Tuấn tạm biệt thiên tinh mãng, sinh vật hỗn độn này có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng nó vẫn để Đường Tuấn rời đi. Đã đi ra khỏi biển sao phong lan tạo thành tinh hải kia. Vũ Vô Thương và Đường Tuấn tiếp tục lên đường, lúc này sự khinh thường của cô ta đối với Đường Tuấn vì thiên tinh mãng cũng ít hơn, cô ta tò mò hỏi anh làm như thế nào vậy? Đường Tuấn cười cười, không trả lời. Đồ hẹp hòi. Vũ Vô Thương tức giận nói. Dầm. Một năng lượng chấn động dữ dội truyền đến từ phía trước. Sắc mặt Vũ Vô Thương bỗng trở nên ngưng trọng, nói trận chiến cửa thứ hai sắp bắt đầu. Vẫn là câu nói đó, giao việc chiến đấu cho tôi, anh cứ đứng bên cạnh và lo cho bản thân. Đường Tuấn do dự nói, vậy cũng được, nếu cô không chịu đựng được nữa thì nói cho tôi biết. Vũ Vô Thương cười nói, ngay cả tôi cũng không chịu đựng được, nói cho anh biết thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ để anh ra tay sao? Để Đường Tuấn ra tay, cô ta không dám tưởng tượng sẽ có cảnh tượng như vậy. Thực sự nghĩ rằng những người gác cổng tiếp theo cũng thân thiện như thiên tinh mãng sao? Xuất hiện trước mặt hai người là một phiến thạch lâm, với những cột đá dựng đứng trên con đường núi. Mỗi cột đá rộng bằng hai người trưởng thành ôm hết và cao hàng chục mét. Trên cột đá cao nhất, một con hoàng kim viên đứng hiên ngang, khí thế mạnh hơn rất nhiều so với hoàng kim viên ở cửa thứ nhất. Trên vách cột đá khắc mấy chữ, hai người hợp thành một đội, trăm chiêu không phân thắng bại sẽ vượt qua kiểm tra. Giờ phút này, có không ít người đã đến Thạch Lâm. Giang Hàn Nguyệt và Mạnh Thiển hiển nhiên không phải là đội đầu tiên hành động, bọn họ vẫn đứng trong đám đông. Vào lúc này, hoàng kim viên đang đánh bại một đội. Hai người họ biến thành hai luồng ánh sáng và biến mất. Chương 3390 trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào? Hóa ra là Mạnh Thiển có ý định như vậy. Có vẻ như anh ta không có nền móng để đối mặt với Hoàng Kim Viên ở cấp độ thứ hai, cho nên anh ta mới nghĩ ra biện pháp đối phó này. Mạnh Thiển tình cờ nhìn thấy Đường Tuấn và Vũ Vô Thương xuất hiện, lập tức dễ úc cợt nói, Vũ Vô Thương, cô thật là người tốt. Cô sẵn sàng mang theo một tên không thể chiến đấu bên cạnh mình, lại còn liều mạng như vậy. Hiển nhiên, anh ta đã nghe được từ miệng của những người khác về tình hình chiến đấu của Đường Tuấn trong cửa thứ nhất. Vũ Vô Thương hừ lạnh một tiếng, không có đáp lại. Lúc này, nhất thời không có ai ở trên sân. Con hoàng kim viên này mạnh hơn mọi người tưởng tượng, hầu hết mọi người đều sợ hãi. Mạnh Thiển cười yếu ớt nói, Vũ Vô Thương, nếu không như vậy, cô có thể dẫn đầu, tiêu hao khí lực của Hoàng Kim Viên. Tôi hứa với cô, nếu tôi vượt qua thí luyện, tôi sẽ giúp cô mang thiên tinh lan thảo ra ngoài. Cô nghĩ sao? Giang Hàn Nguyệt có chút cảm động. Vũ Vô Thương nói, hừ, không phải anh chỉ muốn tôi chọn thách đấu trước sao? Được chứ? Cô ta làm sắc mặt với Đường Tuấn nói, đi thôi, dựa theo kế hoạch lúc nãy tôi đã nói. Cô ta bay lên và đáp xuống cột đá. Đứng đối diện với Hoàng Kim Viên. Mạnh Thiển nhìn Đường Tuấn với ánh mắt vui đùa,
nói, là một người đàn ông, anh không muốn chứng tỏ bản thân mình một chút sao? Đường Tuấn lạnh lùng nhìn anh ta một cái, cũng bay lên đáp xuống phía sau lưng Vũ Vô Thương. Hoàng Kim Viên nhìn Vũ Vô Thương và Đường Tuấn, đôi lông mày vàng của nó khẽ co giật, nói các người chính là sự kết hợp kỳ lạ mà Viên Tam đã nói sao? Chỉ với mình cô mà thực sự sống sót sau cuộc tấn công của Viên Tam, tôi thực sự không biết nên gọi cô là ngu ngốc hay không sợ hãi. Nhưng ở chỗ này của tôi, các người đừng nghĩ dựa vào phương pháp này để vượt qua bài kiểm tra. Nó nhìn Đường Tuấn nói, Viên Nhị tôi khinh thường nhất loại người như anh, một kẻ tu luyện núp sau người khác. Tiền bối, anh nói nhiều quá. Sắc mặt Vũ Vô Thương trầm xuống, phất lực tuôn ra, trên bầu trời lập tức nổi lên một cơn mưa nhẹ. Những hai ớt nước mưa trở thành những thanh gươm. Có chút thú vị. Nhưng tôi đã nói, các người không thể vượt qua tôi. Viên Nhị uống một hơi cạn sạch, tiếng gầm rú hóa thành một làn sóng âm thanh, trực tiếp phá tan cơn mưa trên bầu trời và biến nó thành sương mù. Phụt. Vũ Vô Thương phun ra một ngụm máu, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống. Viên Nhị quá mạnh, chỉ một chiêu thức đã khiến Vũ Vô Thương bị thương. Trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào? Hết tập 186.